Xin chào anh em thích bật lửa đẹp của Ambeshop. Ambeshop xin giới thiệu đến anh em cái mẫu phụ kiện cho xì gà đến từ thương hiệu Guevara, hàng chính hãng anh em nhé. Đấy, hộp hai lớp rất là sang trọng, cực kỳ là thích hợp cho anh em làm quà tặng biếu sếp, bạn bè, đối tác, đồng nghiệp. Rất là ok luôn, hàng rất là đẹp như thế này. Đấy, đây là clip đánh giá. Đây, bộ sản phẩm hộp hai lớp rất là sang trọng, chính hãng Guevara. Cái bộ sản phẩm này có mã hàng đó là RAG 6404. Anh em vui lòng truy cập website ambe.vn và gõ vào tìm kiếm là 6404 để xem thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như là xem cái hình ảnh chi tiết về sản phẩm nhá. Từng hình ảnh sắc nét, từng chi tiết một. Đây là bộ sản phẩm 4 món, bao gồm đó là một gạt tàn, một chiếc cắt, một đầu tẩu và một cái ống đựng xì gà như thế này. Đấy. Đầu tiên đấy là cái gạt tàn này, thì cái bộ này bằng chất liệu bằng đồng hết anh em nhá, chất liệu bằng đồng. Đây là gạt tàn một điếu, tương thích với hầu như đa phần các loại ringside xì gà trên thị trường hiện nay. Họa tiết cổ điển như này rất là đẹp luôn, logo Guevara. Đây là chiếc cắt, một chiếc cắt rất là trường, đảm bảo cho anh em cắt lâu dài nhá. Đấy, thiết kế họa tiết cổ điển cũng cùng chung một một cái dòng họa tiết ở trên một bộ sản phẩm luôn. Đấy, lưỡi cắt rất là sắc, thiết kế rất là đẹp luôn. Đấy, chất liệu cũng là bằng đồng và bên phần lưỡi cắt thì được làm bằng inox. Đây là một chiếc đầu tẩu với inch size là 54 đến 57, inch size tương đối, cũng không phải là to cũng không phải là nhỏ, thích hợp với đa phần là anh em đa phần là hút inch size này. Đấy, họa tiết chung đồng bộ luôn. Đấy, Guevara, logo Guevara. Đây là ống đựng xì gà một điếu, cũng chung một cái họa tiết Guevara hoặc họa tiết cổ điển. Đấy, chất liệu đồng luôn, cầm rất là chắc tay, rất là thích. Đấy, được một điếu anh em nhé, rất là thích hợp cho anh em nào mà hay di chuyển đi xa, mình đi công tác mình mang một điếu hoặc là một điếu.